Xin chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 24 tháng 1 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Sáng nay, các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng 500.000 đồng một lượng sau ngày giảm mạnh. Cụ thể, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 74 triệu đồng một lượng mua vào và 76,52 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Tương tự, Doji -Si tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều lên lần lượt 73,95 triệu đồng một lượng mua vào và 76,45 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng phú quý SJC đang thu mua với giá 74 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 76,4 triệu đồng một lượng. So với dạng sáng qua, giá vàng SJC tại Phú Quý đã tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới dạng sáng nay tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 8,3 đô la Mỹ lên 2028,9 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2030,6 đô la Mỹ một ounce, tăng 8,4 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Giá vàng thế giới được điều chỉnh tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này để có thêm tín nhiệm về thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED.